đã vui nhộn để quay trở lại cho đây. Ibrahimovic về AC Milan đại chiến với Ronaldo. Đêm 27 tháng 12, trang chủ của AC Milan thông báo đã đạt được thỏa thuận và nhận được cái gật đầu của Ibrahimovic. Ngôi sao người Thụy Điển đã có lần thứ hai khoác áo Rossoneri khi đã chơi cho đội chủ sân San Siro trong hai mùa giải từ năm 2011 đến năm 2012. Với các màn chạm trán từ Milan và Juventus, sức hút sẽ được đẩy cao lên gấp bội khi người hâm mộ có thể thấy được cuộc so tài giữa Ibrahimovic và Ronaldo, hai trong số những ngôi sao xuất hiện xuất sắc nhất trong 15 năm trở lại đây. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero. Tạm biệt! Sau những tin đồn về tương lai của mình trong thời gian qua, Zlatan Ibrahimovic đã chính thức đạt thỏa thuận với AC Milan và sẽ trở lại sân San Siro khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Thương vụ này có thể được xem là sự giải cứu, nhưng cũng có thể sẽ trở thành sợi dây rối buộc vào người AC Milan trong thời điểm hiện tại. Ibrahimovic là cầu thủ tự do sau khi rời LA Galaxy hồi cuối mùa giải nhà nghề của Mỹ hồi tháng 10. Tương lai của anh trở thành chủ đề đáng chú ý trên các phương tiện truyền thông. Trước đó, Ibra từng muốn đầu quân cho Tottenham Hotspur sau khi câu lạc bộ này tuyển mộ người đặc biệt Jose Mourinho, người đã từng dẫn dắt anh tại Inter Milan và Manchester United. Thế nhưng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn gặp lại học trò cũ, vì theo vị huấn luyện viên này, Tottenham Hotspur đã có chân sút nằm trong top 3 thế giới, không cần thiết để Ibra trở thành đối thủ cạnh tranh với Harry Kane trong đội bóng. Tối 27 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trang chủ chính thức của AC Milan thông báo đã đạt được thỏa thuận và cái gật đầu của Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ người Thụy Điển sẽ gắn bó với đội bóng áo sọc đỏ đen đến cuối mùa giải 2019-2020, kèm theo điều khoản gia hạn vào năm tiếp theo. Theo kế hoạch, đầu tháng 1 năm 2020, Ibrahimovic sẽ có mặt tại Milan để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế và đặt bút ký hợp đồng. Trong sự nghiệp của mình, các màu áo Zlatan Ibrahimovic từng khoác áo bao gồm Malmo, Ajax, Juventus, Inter Milan, Barca, AC Milan, PSG, MU, LA Galaxy. Giai đoạn tại AC Milan từ năm 2010 đến 2012, Ibrahimovic ghi được 42 bàn trong 61 trận Serie A, giành chức vô địch Serie A mùa giải 2010-2011. Trước khi đầu quân cho Paris Saint-Germain, nơi anh gắn bó 4 năm với 156 bàn thắng trong 180 trận. Sau đó, anh chuyển sang chơi 2 năm cho Manchester United, rồi sang Mỹ ghi 53 bàn trong 58 trận cho LA Galaxy. Lần này trở lại AC Milan cũng là lần đầu tiên Ibrahimovic quay về khoác áo một đội bóng cũ. Chia sẻ về sự trở lại này, Ibrahimovic cho biết: "Tôi sắp trở lại một câu lạc bộ mà mình vô cùng tôn trọng, quay về Milan, thành phố mà tôi rất yêu thích. Tôi sẽ chiến đấu cùng các đồng đội để cải thiện thành tích của câu lạc bộ ở mùa giải năm nay. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để xem điều gì sẽ xảy ra." Trong bản hợp đồng 6 tháng, Ibrahimovic sẽ bỏ túi khoảng 3,5 triệu euro trong bối cảnh tình hình tài chính đang bi đát từ khi vỡ mộng với cơn sốt ảo từ giới chủ Trung Quốc. Đây là số tiền lớn với Milan. Nếu nói về chuyện thiệt hơn, cái được đầu tiên của Ibrahimovic có thể nhìn thấy rõ nhất là tiền. Ở tuổi 38 và đã lâu không còn đá ở đỉnh cao của châu Âu, đây là con số chỉ có Milan mới nghĩ để chi ra. Mức lương Ibra nhận được trong 6 tháng tới sẽ nhiều hơn hầu hết các cầu thủ đang chơi ở Serie A tại thời điểm này. Thuận lợi tiếp chính là ngôi sao người Thụy Điển không phải chịu áp lực. Sau khi Zlatan Ibrahimovic chuyển sang PSG hồi năm 2012, AC Milan cũng bắt đầu quá trình sa sút và đến nay vẫn chưa lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Cho nên, dù đã bước sang tuổi 38, nhưng Ibrahimovic vẫn nhận được nhiều kỳ vọng cho sự trở lại Milan lần này. Đơn giản là bởi họ không còn đoạt được danh hiệu cao quý nào kể từ chức vô địch Ý từ năm 2011 đến nay. Mùa giải Serie A năm nay còn tồi tệ hơn khi Milan hiện chỉ đứng vị trí thứ 11 với 21 điểm sau 17 vòng đấu, kém hai đội đầu bảng Juventus và Inter Milan đến 21 điểm. Hồi tháng 10, câu lạc bộ sa thải huấn luyện viên Massimo Giampaolo, nhưng thành tích đội bóng cũng không tốt hơn chút nào dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm Stefano Pioli. Đáng nói, trận thua Atalanta 0-5 hôm 22 tháng 12 là trận thua nặng nề nhất trong 21 năm qua. AC Milan lúc này có nằm mơ cũng không dám đặt mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu. Sau sự ra đi của các cựu binh lâu năm như Montolivo, Milan giờ rất thiếu một cầu thủ đủ tầm để lĩnh sướng phòng thay đồ. Với cá tính cùng khả năng thúc đẩy tinh thần đồng đội, Ibra có thể trở thành một niềm cảm hứng mới với các ngôi sao còn lại. Vậy nên, sự xuất hiện của Zlatan Ibrahimovic tại San Siro không chỉ giúp huấn luyện viên Stefano Pioli giải quyết vấn đề hàng công, mà còn mang đến ngọn lửa tự tin, mạnh mẽ cho các đồng đội. Do đó, Ibrahimovic chỉ có nhiệm vụ đá tốt để vực dậy tinh thần Rossoneri. Đây là nhiệm vụ khá mơ hồ và không hề có tiêu chuẩn nào cụ thể về hiệu quả.
Nếu tính đến chuyện thiệt, Milan đã không còn là bệ phóng giúp nâng tầm và đẩy tên tuổi của các ngôi sao nữa. Nếu Ibra vẫn muốn tiếp tục cuộc chinh phục ở châu Âu, cơ hội gần như là số 0. Đội bóng lớn nào sẽ dám nhận một cầu thủ ở tuổi 38 như anh nữa? Còn nếu chỉ được chơi trong màu áo các đội nhỏ, vậy thì chẳng xứng với tầm của Ibra như những gì anh vẫn vỗ ngực. Từ sau vụ cựu chủ tịch Lý Dũng Hồng tuyên bố phá sản và nợ một khoản khổng lồ, AC Milan lao đao và không mua được ai ra hồn nữa. Họ còn đứng trước nguy cơ mất máu ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới với thủ thành Donnarumma. Hình ảnh và thương hiệu giảm sút khiến tình hình tài chính lao đao, nhưng cũng vì lý do đó mà đội chủ sân San Siro quyết định gọi lại Ibrahimovic. Điều đầu tiên Milan nhận được chính là lượng người theo dõi tăng vượt bậc trên mạng xã hội. Trang chủ của đội bóng này đã nhích lên khoảng 20.000 lượt theo dõi chỉ trong vài tiếng sau khi bản hợp đồng được công bố. Người hâm mộ quan tâm hơn, điều này đồng nghĩa với lợi nhuận từ các dịch vụ hình ảnh đi kèm như quảng cáo, bán áo, bán vé, v.v. cũng được cải thiện. Dù đã ở sườn dốc của sự nghiệp, nhưng không thể phủ nhận sức hút của cái tên Ibrahimovic vẫn rất lớn. Milan có thể tận dụng điều đó. Đặc biệt với các màn chạm trán giữa Milan và Juventus, sức hút sẽ được đẩy cao lên gấp bội khi người hâm mộ có thể thấy được cuộc so tài giữa Ibrahimovic và Ronaldo, hai trong số những ngôi sao xuất sắc nhất trong 15 năm trở lại đây. Lần trở về này, Ibra rất được đón chờ khi sẽ được tái ngộ với một trong những đối thủ lớn nhất của mình, Cristiano Ronaldo. Trên thực tế, tiền đạo người Thụy Điển chưa bao giờ cảm thấy ấn tượng với những cột mốc mà Cristiano Ronaldo đã có. Chuyện Ibrahimovic thích dìm hàng Ronaldo đã diễn ra như cơm bữa, nhất là vào mùa chạy đua quả bóng vàng, khi tiền đạo người Thụy Điển luôn khẳng định người đồng đội cũ Lionel Messi mới là số 1 thế giới. Ngược lại, ở phía bên kia, CR7 vẫn luôn giữ thái độ yên lặng, không thèm chấp. Hay khi Ronaldo mới cập bến Juventus và từng nhấn mạnh rằng muốn có một thách thức mới, thậm chí còn khuyến khích Lionel Messi làm điều tương tự. Tuy nhiên, Ibrahimovic lại có suy nghĩ khác khi buông lời mỉa mai. Đến với một đội bóng đã 7 năm liên tiếp vô địch Scudetto, rõ ràng chẳng phải thử thách nào to tát. Nếu thực sự muốn chinh phục điều gì đó, cậu ta lẽ ra nên đến với Juventus khi họ còn đang thi đấu ở Serie B và rồi đưa họ trở lại đây giành danh hiệu kia kìa. Cristiano Ronaldo đã duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong hơn 10 năm qua. Trong khi đó, mặc dù đã gần chạm ngưỡng tứ tuần, nhưng Ibrahimovic càng ngày càng chơi xuất sắc hơn. Sự trở lại của tiền đạo người Thụy Điển chắc chắn sẽ giúp cho những cuộc đối đầu giữa AC Milan và Juventus càng thêm hấp dẫn. Kể từ năm 2016, Milan chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong mỗi trận đấu với bà đầm già. Nếu giúp đội bóng của mình đánh bại Juve, Ibrahimovic cũng sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng anh không hề thua kém CR7 khi vòng 18 Serie A bắt đầu. Hai cựu sao của Manchester United cũng sẽ có cơ hội so tài. Chúng ta hãy cùng chờ xem lần này mèo nào sẽ cắn miểu nào. Nhận định của các bạn ra sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ quan điểm cùng chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Hold tight, can't make calls.